Xin chào tất cả các bạn, chúng mình đến từ ISB Academic Team. Nghe nói chỉ còn một tuần nữa là final của môn Principles of Economics đúng không cả nhà? Hiểu được nỗi lòng của các bạn nên AK đã quay trở lại với Tutoring Sessions rồi đây. Kèm theo đó là một chiếc handout bé bé xinh xinh cho final nè. Các bạn có thể tìm thấy đường link cho handout ở bên dưới video nhé. Còn bây giờ chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn xử đẹp một số câu trong handout nhé. Hôm nay, Academic Team sẽ tiếp tục cùng các bạn ôn tập cho Chap 31 Open Economy, Macroeconomics, Basic Concepts. Khi hàng hóa của một đất nước trở nên thu hút với các nước khác, thì những nước khác sẽ mua hàng hóa từ đất nước đó. Như vậy, export tăng lên nên net export sẽ có giá trị dương. Khi đất nước này xuất khẩu, những đất nước khác khi mua hàng sẽ trả bằng ngoại tệ. Từ đó đất nước này sẽ sử dụng ngoại tệ để mua những assets nước ngoài. Dẫn đến kết quả, mua tài sản nước ngoài của cư dân trong nước tăng, nên net NCO có giá trị dương. Nên đáp án là câu A. Đề bài cho ta các dữ kiện sau. Real exchange rate bằng 1/2 Canadian gasoline trên US gasoline. 1 gallon US gasoline sẽ bằng 1.5 US dollar. Và 1 gallon Canadian gasoline bằng 3.9 Canadian gasoline. Hỏi nominal exchange rate sẽ bằng bao nhiêu? Để tính nominal exchange rate, ta dùng công thức tính real exchange rate. Real exchange rate sẽ bằng nominal exchange rate nhân với US price, tất cả chia cho Canadian price. Vậy suy ra nominal exchange rate sẽ bằng 1.3 Canadian dollars trên US dollars, nên ta chọn đáp án đúng là câu C nha. Và đến đây cũng là bài tập cuối cùng của video này rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tụi mình hướng dẫn. Tips cho các bạn đây, để sống sót qua final thì các bạn hãy nhớ like và subscribe page ISB Academic Team để xem thêm bài giảng nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. AK xin tạm biệt. See ya!